Dạ, em xin chào các anh nha. Thì hôm nay em lại lên một cái video nữa để các anh lựa chọn ha. Thì hôm nay em sẽ lên dây nè. Dây thì các loại dây này thì bên em bán trước giờ thì chắc các anh cũng biết rồi ha. Thì em sẽ giới thiệu sơ nhanh cái loại dây đi. Rồi xong em sẽ vào máy ha. Rồi có gì để các anh lựa chọn ha. Thì trước khi mình vô giới thiệu dây thì em cũng nói sơ về cái việc cái quy tắc bán hàng bên em. Dạ, bên em bán hàng thì khách mới mua lần đầu á thì vui lòng cọc giúp em 200.000 đối với máy dưới 5 triệu. Nếu mà máy giá trị trên 5 triệu thì cọc 500.000 thì em mới gửi hàng và thu cost phần còn lại nha mấy anh. Giá em bán trên video là chưa bao gồm tiền ship. Nếu các anh chuyển khoản đủ thì em bao ship. Rồi, có gì thì các anh thông cảm giùm em ha. Các anh nghe nghe cái video giùm em. Rồi có một số anh nó bình luận tiêu cực đó thì nó cũng không có đúng nha mấy anh. Ví dụ như mà mấy anh chưa từng mua hàng bên em thì các anh đừng có phát biểu linh tinh. Em nói luôn ha, có một cái anh hôm rồi là thấy phát biểu linh tinh lắm. Cho nên là các anh thông cảm, với cái anh nó thông cảm giùm em nha. Có cái anh gì tên gì em quên rồi, em tính là đọc tên lên luôn đó. Nói chung đó là khi mà mình chưa có mua hàng bên shop người ta thì mình đừng có nói như vậy. Nói chung là nói những cái câu mà nó không đúng sự thật á. Thì nói chung mình là phụ nam, mình là đàn ông thì cái gì mình nói cho chuẩn nha. Em gửi tới cái anh tên gì đó em quên mất tên rồi. Khi mà chưa mua thì anh đừng có phát biểu như vậy nha anh. Em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Trước đây, nay sẵn đây em cũng xin cảm ơn tất cả những cái anh khách đã tin tưởng và mua hàng bên em. Ha. Bây giờ thì tình hình cái gì nó cũng khó khăn. Cho nên là chúng ta không phải là có nhiều nhiều người lừa gạt như vậy thì ai cũng như vậy. Không phải nha mấy anh ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh đã nghe những cái lời bộc bạch tâm sự của em ha. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu vào dây nha mấy anh ha. Rồi, dây. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu về BE nha mấy anh ha. BE nè. BE thì hiện tại em có BE của cái dòng IGK nha mấy anh ha. Nè, IGK ha. Cái này của IGK, IGK Zipman, Super Zipman. Thì hiện tại cái dòng này thì em sẽ có số 3, số 2.5 và số 2 ha. Loại này thì mỗi cuộn là 200 m, đồng giá là 680.000 mấy anh ha. Tiếp theo em sẽ có dây của Daiwa ha, Daiwa Modern số 2, tải 200 m ha, tải 16 kg nè, giá 700. Santiga hiện tại em có số 2.5 ha, 200 m, giá 700. IGK Upright Pentagram, loại này thì loại mới ra ha, màu mới. Loại này thì cũng anh em còn số 1.5 nha mấy anh ha. 200 m, giá 750. Loại này là của Sigur. Sigur BEX8 ha, Louis Edition. Loại này thì em còn 1.5 luôn. Giá là 560.000. Tiếp theo. Em có BE của Dual ha, của hãng Dual. Loại này thì em có 1.5, 2.0 và 3.0. Loại này thì 200 m một cuộn ha. Đồng giá là 570.000. Tiếp theo. Dây Pitbull. Pitbull hiện tại thì em còn 8 cộng thôi nha. À, 8 cộng 1.5 và 2 chấm. Loại này thì 700.000. Cước. Đây, đợt này em có về thêm cước DMV số 10 ha mấy anh ha. Dây là 0.52 mm á. Này, giá là 700.000 ha, cuộn 600 m. Soleo cũng là của IGK luôn nhưng mà hãng Soleo, hãng này thì giá nó tầm trung hơn. Loại này thì 500 m một cuộn nha mấy anh, 500 m một cuộn số 10 nè. Số 10 này thì 340 nha, 340 nè. Số 14. Số 14 ha, số 14 là 380 nè. Số 16 nè. Số 16 là em để với giá 400 nha mấy anh. Ha. Tiếp theo là cước nè.
Đây, cước CN ha. Cước CN nè. Cuộn này là mỗi cuộn là 500 m nha mấy anh ha, mỗi cuộn là 500 m. Thì em có số 2 nè, số 2 ha là 0.235 mm đó, là 220 nè. Số 3 nè. Số 3 là 240 ha. Số 4 206. Số 5 208. Số 6 300. Số 8 350. Số 10 là 400 nha mấy anh ha. Về leader, cái leader thì hiện tại là em có cuộn nè. Cuộn 100 m ha, cuộn 100 m em còn số 12 nè là 520. Số 14 là 550 nè. Với lại em cũng có về leader số nhỏ nha mấy anh ha. Ha, này leader là nó số nhỏ với lại nó ít dây hơn á, giá nó sẽ ít hơn, đỡ hơn mình mua một cuộn ha. Loại này thì cũng của Sigo luôn, Floro Shock Leader luôn ha. Này em có số 2 nè. Số 2 và số 3 ha. Số 2, số 3 đồng giá 160.000 là một tép 30 m ha. Đây số 2, số 3 ha. Tiếp theo á là số 4 với số 5. Số 4, số 5 là tép 20 m nha mấy anh ha. Là giá 170 ha. 20 m nè. Là số 4, số 5, 20 m là 170. Tiếp theo là số 7 với số 8 ha. Số 7 với số 8 này là 15 m nha mấy anh. Ha, đồng giá là 180 ha. Rồi, mấy anh có nhu cầu sử dụng thì các anh nhắn cho em ha. Rồi, bắt đầu em sẽ vào máy ha mấy anh ha. Ha, em sẽ vào máy. Đầu tiên em sẽ vào con số 1. À, con số 1 là một cái con tem đai qua S ha mấy anh ha. Con tem đai qua S103HVL ha, con này. Con này thì máy tay trái nha mấy anh, ngoại hình là có xước nha. Nói chung mấy con này là hình như lần đầu tiên em có về á, nó khó kiếm. Bây giờ là nó khó kiếm lắm rồi. À, con này nó thiết kế à. À, nó có một cái bắt ốc ở đây với lại hai đầu nó chạy qua chạy lại. Có xước nha mấy anh ơi. Con này mã số 1 em để với giá là 1.150.000 nha. 1.150.000. 1.150.000. Là máy có xước rồi nha mấy anh. À, có xước nha. Đây. Đây, ngoại hình là có xước nha. Đây. Đây, có xước nha. Nhìn xe bún quay nè. Cái xì bôn như cái cục vàng ấy. Hoạt động nè. Nè, hoạt động nè mấy anh. Cái cây thế này nó thiết kế lạ quá ha. Cái cây nó đưa qua đưa lại hai bên hai đầu. Nè. Đó, hai bậc luôn. Đấy. Đây. Rồi, con này mã số 1, tem Daiwa 103HV. Con này em để với giá là 1.150.000 nha mấy anh. Tay trái. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cái em Antares DC, em này thì đời 2006 rồi, được độ tay quay carbon ha. Được độ tay quay của ZBI ha mấy anh ha. Được độ tay quay đặng mình đánh bạo lực á. Đây, ngoại hình là nó có xước nha mấy anh ha, có xước với lại có nổ nè, có nổ sơn đây ha. Con này mã số 2 em để với giá là 5 triệu nha mấy anh ha, có xước á, nhưng mà mấy con này thì đánh ngon lắm. Đây, có xước ha. Đây, này đây nè, này nổ sơn chỗ này. Ngoại hình là có xước nha, có xước. Đấy. Xa băng. Con này thì mình quay là nó, mình ra mồi là có tiếng kêu nha mấy anh ha. Đây.
Rồi, Antares DC, con này thì tua là 6.2 nha mấy anh. Ngoại hình là có xước nha. Ngoại hình là có xước á. Rồi, con này em để với giá là 5 triệu, mã số 2. Antares DC 2006. Tiếp theo, mã số 3. Mã số 3 là một cái em Daiwa Alpha ha. Em này, Daiwa Alpha 150HL. Video trước là em có một cái con nó bị nứt cái vỏ đó nha. Nhưng mà con đấy thì nó đẹp hơn, nó không có xước ha. Con này thì nó có xước chút đỉnh nè. Con này em để với giá là 1 triệu 8 nha mấy anh. Đây, có xước nha. Rồi, con này 1 triệu 7 luôn. Nha, Daiwa Alpha. Ngoại hình là có xước nè. À, xước nha mấy anh. Đây, có xước. Hoạt động thì không lỗi nha. Đó, máy có xước nha. Con này thì Thái Lan. Con này thì em để với giá là 1 triệu 7 nha mấy anh. Hoạt động nè. Hoạt động là không lỗi nha. Rồi, con này em để với giá là 1 triệu 7. Mã số 3. Daiwa Alpha, mã số 3, 1 triệu 7. Tiếp theo, mã số 4. Mã số 4 là một cái em ST. Không phải ST mà là cái gì? Made in Japan, Daiwa SS SV. Con này thì tua thấp nha mấy anh. Daiwa SS SV. Em này thì tua là 5.5 thôi nha. Daiwa SSSV 103L ha. Em này thì tua thấp á. Tua là 5.5 thôi mấy anh. Đánh cá sắt nè, đánh cá sắt sâu đó, nước sâu hoặc là cào đáy á, thì mình đánh mấy cái con tua thấp này nè. Tại vì tua cao mình đâu đánh được đâu, cho nên là mấy anh mình chọn lựa theo đúng cái cách đánh của mình ha. Ví dụ như mấy con tua thấp này á, thì mình phải đánh đánh cá sắt nè, lặn sâu á, hoặc là đánh đánh với đánh cào đáy thì mình dùng tua thấp. Đây, con này Daiwa SSFV 103L tua 5.5. Em này thì ngoại hình là có một vài chấm nhỏ nhỏ thôi, ha, xước một vài chấm nhỏ nhỏ thôi. Đây giống như đây. Ha. Rồi đây vài vài chấm vậy thôi. Này. Đây bụi. Con này em để với giá là 2 triệu 9 nha mấy anh. Con này thì Made in Japan luôn nha. Con này thì Made in Japan luôn. Spoon game 1 luôn nè. Rồi. Tiếp theo. Mã số 5. Mã số 5 này mới là Daiwa City. Con này thì ngoại hình xước nha mấy anh. Nhưng mà nó là last ship. Nhưng mà nó xước xấu nha. Con này thì em để với giá là 2 triệu 9 luôn nha. Đây nè. Nhưng có xước nha, mấy anh nào không chú trọng ngoại hình thì mình lấy đánh trải nghiệm ha. Đây xước nha mấy anh, xước nhiều nha. Đây nè. Đây xước nhiều đó. Nói chung ngoại hình là xấu. Rồi mấy anh xem giùm em nha. Con này thì cũng là Made in Japan. Đây nè. Tróc sơn á. Đây. ST 103HL. Đấy mà nhìn ha, có xước nha mấy hoạt động thì không lỗi nha. Con này thì em để với giá là 2 triệu 9 luôn. Wasti giá là 2 triệu 9 nha. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cái em Daiwa Zileon HLC 1514 ha. Em này là ngoại hình đẹp nha mấy anh. Nè. Em này em để với giá là 5 triệu 2 nha, mã số 6, ngoại hình đẹp.
anh là muốn đánh xa đó thì đánh với con này. Này con này thì xài mắt siêu. Mắt in Thái Lan nha. Con này là tua 7.3 nha mấy anh. Nghe nói mấy con HLC này đánh xa lắm á. Đây, con này mã số 6. Em để với giá là 5 triệu 2 nha. Nói chung là ngoại hình đẹp. Tiếp theo, mã số 7. Mã số 7 là một cái em Conquest 201 ha. Con này thì đời 2000 2001 anh, mấy anh. À, tua tầm 5.5 ha. Tầm 5 chấm á. 5.0. Đây hoạt động thì không lỗi nha. Mấy con này thì mấy anh đánh bạo lực nè. Đánh bạo lực nè. Đánh bạo lực đánh mồi nặng á. Mình đánh đánh sâu đó, đánh cào đáy đồ đó thì đánh mấy con này ha. Con này thì tua 5.5 ý 5.0. Thấy không? Conquest 201. Hoạt động là không lỗi nha mấy anh, nhưng mà ngoại hình là có xước nè. Ngoại hình có xước nha, đây xước nè. Nha, có xước nặng chỗ này nha. Đây có xước nè. Con này thì 4 triệu 2 ha. Đây xước nè mấy anh. Đấy. Đây có xước nha. Này. Rồi. Conquest 201 giá là 4 triệu 2, mã số 7 4 triệu 2. Tiếp theo mã số 8. Đợt này em về cũng thêm một con Daiwa Kit 2004 anh em ạ. Này thì nó ngoại hình xấu một tí. Em để là giá 1 triệu 6 nha mấy anh. Này. Có xước nha. À, có xước nè, xước như đít máy nè ha. Giá là 1 triệu 6 nha. Đây xước nè. Đấy, có xước nha. Kit bây giờ mà kiếm ngoại hình đẹp rất là khó luôn á. Mấy con này thì mình đánh UL được nè. Lua cũng được, mình đánh UL cũng được luôn. Về bảo dưỡng lại là ngon lành thôi. Scandia 2004 mã số 8 giá là 1 triệu 6. Hay mấy anh nhìn thấy ạ. Đây. Đây, dây BE mình dây BE 0.6 vào 100 m thì ví dụ mình vào không BE 0.8 thì tầm 6 và 70 m, 80 m. Rồi, tiếp theo, đánh UL là ngon. Mã số 9. Mã số 9 là một cái em Stwin Bower SW 6000. Cái này thì đời 2015 nha mấy anh. Con này 6000 đời 2015 thì cái này mình đổi tay trái phải được nha. Đây, con này da băng ha, cái này con này tua HG luôn nha. Nhưng mà ngoại hình có xước xấu nha mấy anh ha. Con này em để với giá là 6 triệu mốt nha. Đây, có xước xấu nè. Ha. Đấy. Này, có xước xấu nha. Cái đít máy này xước nhiều nhất nè, nó xước nó xấu nè. Đó. Mấy anh xem giùm em nha. Nói chung ngoại máy ngoại hình sao thì em sẽ báo để mấy anh rõ ha. Đây có xước nhỏ nhỏ trên đây ha. Đít máy là xước nhiều nhất á. Đây, xước đây nữa nè. Thấy mấy anh ha. Cái màu nó tối cho nên mình khó thấy thôi nhưng có xước nè. Đây nè. Đây xước đây nữa ha, đây. Đây xước đây nè. Con này em để với giá là 6 triệu mốt nha mấy anh. Còn cói thì mình còn đẹp nè. Đổ ra dây nè. Con này cái tiếng nè. Tiếng ráp hay ghê. Con này thì xây 6000 luôn nha mấy anh ha. Đấy. Hoạt động thì không lỗi đâu. Nhưng mà ngoại hình thì có xước.
nha. Ngoại hình thì có xước nha mấy anh. Em để với giá là 6 triệu mốt nha. Từ Queen's SW 6.000. Xước giá 6 triệu mốt. Đây. Tiếp theo, mã số 10. Mã số 10 là một cái em Catalina 4.500 ha. Em này thì tầm size dây số 4 vào 300. Này tầm size 5.000 thế mấy anh. Ha, tầm size 5.000 ha. Con này tầm size 5.000, con này thì có xước nha mấy anh ơi. Con này em để với giá là 3 triệu ha. Em để với giá là 3 triệu, mã số 10 Catalina 4.500 ha, size thật là 5.000. Có xước nè, em để với giá là 3 triệu ha, có xước. Đây, xước rồi mấy anh. Đây, xước ha. Đây, xước nữa nè. Đây, có xước nè, à, xước nhiều. Đây. Đây, có xước nhỏ nhỏ nữa nha. Đây. Đó, có xước á. Con này em để với giá là 3 triệu nha. Làm size 5.000, này xước tích chỗ này ha. Đây, có xước xước chỗ này này. Chân mái à. Nè, có ha, có xước nè. Xước nhiều chỗ nhưng mà không xước bánh lớn rồi, hoạt động nè. Hoạt động là không lỗi đâu nha. Con này thì em để với giá là 3 triệu nha mấy anh. Con này thì nó được độ núm rồi nha, độ núm màu vàng nè. Rồi, Catalina 4.000, mã số 10, giá 5 triệu. Ý da, giá 3 triệu. Tiếp theo, mã số 11. Mã số 11 là một cái em em đai qua RIA 4.000 ha. Em này thì dây số 4 vào 180m nha mấy anh. Thì chắc tầm size 4.500 đi ha, tầm đó. Dán này. Dây này thì tầm 4.500 ha. Con này thì được cái là nó sẽ có hai cối nha mấy anh. Ha, nó là mắt in da băng ha. Mắt in da băng luôn. Em này thì có xước nè. Đây có xước nha mấy anh. Ha, có xước nè. Đó. Đây, xước nha mấy anh. Hoạt động. Hoạt động thì không lỗi, về mình dầu mỡ lại phần ngon lành thôi. Đây, con này thì nó có một cái cối, có cái cối cho mình luôn ha. Nó tặng kèm, đi kèm với một cái cối là cũng 4.000 luôn ha, 4.000 ria luôn, ria luôn. Tức là máy này sẽ hai cối nha mấy anh ha. Đây, máy này hai cối. Con này em để với giá là 3 triệu 2 nha mấy anh ha. Ria 4.000. Đây, có công nghệ ABS đồ hết nè. Hai cối luôn. Giá là 3 triệu 2 nha. Con này nè mấy anh, thấy để giá mới của nó nè. Giá mới của nó lúc đó là 71.500. Không ngờ mấy con máy này ngày xưa nó lại giá cao đến vậy luôn á. 71.500 giá mới của nó. Lắp ship khi mới ra quá ha. À, con này 3 triệu 2. Máy hai cối, giá là 3 triệu 2, hoạt động nè. Đấy, cái này mấy anh về mấy anh dầu mỡ không nha. Mình nghe là mình biết giống như nó khô thôi nè. Chứ không phải xào nha. Mấy anh mà biết chơi máy thì nghe tiếng là biết à. Đấy, hoạt động nè. Còn rất là mượt luôn nha, nhưng mà giống như nó bị khô. Rồi, số 11. Tem đai qua 4.000 RIA, máy 2 cối, giá 3 triệu 2. Tiếp theo, mã số 12. Mã số 12 là một cái em cũng là tem đai qua, nhưng mà là 6.000 RIA hả mấy anh.
Xem đây, qua 6.000 RIA. Đây, con này thì mình đánh biển rồi. Con này đánh biển bạo lực. Con này thì dây số 5 vào 150 m nha mấy anh. Dây số 5 vào 150 m, ý 350 m, vậy thì chắc tầm sau 7 7.000 8.000. Nhưng mà em thấy là nó cái số dây này á, là nó tương đương á, là cái này là của BE hay là nó tương đương với size 12.000 của Shimano. Nó tương đương với tờ Win SW 12.000 á. Ha, cho nên là con này sẽ tầm 12.000, 11 12.000 đó em mấy anh ha. Này mình đi đánh đánh biển là ngon lành thôi. Con này thì ngoại hình có xước ha, có xước này. Đây, có xước nha mấy anh. Đây, có xước. Con này thì em để với giá là 3 triệu rưỡi nha. Đây, có xước nè. Nhiều khi á, mấy con này mấy anh á, đây có xước nè. Mấy anh đừng có so sánh giá giùm em nha. Ngoại hình nhiều khi như vậy thôi, nhưng mà ở trong thì không ai biết thôi nha. Đây, có xước nha mấy anh. Con này máy này có xước hết nha. Đây, xước luôn nè. Đấy, xước nè. À, con này có xước nè. Em để với giá là 3 triệu rưỡi nha. Đây, có xước nè. Đây, xước một thân thôi nhưng mà cối rồi còn rất là đẹp ha. Đây, rồi con này em để với giá là 3 triệu rưỡi. Tem Daiwa 6.000 RIA. Tương đương size 12.000 của Shimano. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cái em Twin Power SW 2015 size 14.000 nha mấy anh. Nha. Con này xây 14.000 ha. Con này thì nó báo là BE số 8 vào 200 m nè ha. Đấy, như BE ha. Đấy, cái tiếng ráp nè mấy anh. Con này thì không đổi tay được nha mấy anh, tại vì nó không có cốt nha. Con này hiện tại là tay trái. Đấy. Con này em để với giá là 8 triệu 9 nha mấy anh. 14.000 ha, đây. Đấy nè. Này, đầu ra dây nè. Cối còn đẹp sáng lắm nha mấy anh. Ngoại hình nè. Có xước sáng chút đỉnh thôi. Đây, đứt nè. Đứt máy này chỗ này nó xước nhiều ha. Nhiều khi mình để nó cũng cấn nó xước nữa. Này. Đây, xước chỗ này nhiều nè, nặng nhất nè. Rồi, con này em để với giá là 8 triệu 9 nha. Đây, xước nhỏ nhỏ nhỏ. Xước nhỏ 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 nè. Con này thì em để với giá là 8 triệu 9 nha. Nắm tay quay zin của nó nè. Đấy, hoạt động nè. Nặng ghê. Em cầm mà nó lắc 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 luôn á. Khi mà quay là nó lắc cái tay luôn á. Chịu không nổi luôn á. Cái này mấy anh đánh biển xây 14.000 nha mấy anh, hoặc là câu tra lớn cũng được, xong câu tra lớn rồi. Mã số 13 tờ Win SV 14.000, em để giá là 8 triệu 9. À, tiếp theo đây là một cái con Shimano Titanos ha. Con này thì Titanos ES 6.000 thấy mấy anh. Đây. Con này nó cái lưỡi gà nó kêu nhỏ ha. Đó. Ha, vậy mấy anh chỉnh sửa ha. Con này thì đuôi chuột nha mấy anh ha. Đây, con này thì máy đuôi chuột ha. Đây, ngoại hình nè. Nó là một màu đen ha. Con này thì tờ xây
6.000 ha. Hoạt động nè. Đấy. Đây. Con này thì dây số 12 là dây cước ha, dây cước số 12 vào 145 m nha mấy anh. Ha. Đấy. Gói nè. Đấy, này nó hơi nhỏ này ha. Rồi, con này em để với giá là 1 triệu nha mấy anh. Nó 1 triệu mấy anh lấy về mấy anh xử lý lại. Số 14 ha, giá là 1 triệu nha mấy anh. Nè, Titanos ES 6000. Mắt in da băng luôn nha. Giá là 1 triệu nha. Tiếp theo. Mã số 15. Mã số 15 này là một cái em Tatula SVTW 2020 nha mấy anh ha. Con này thì tua XHL, con này thì tua là 8.1 ha. Nè. 8.1 nè, nặng 190 g nè, mát 5 kg nè, này thông số ha. Rồi con này em để với giá là 3 triệu 3 ha. Con này có hộp sách ngoại hình nè. Có xước một hai chấm nhỏ xíu thôi mấy anh, không có nhiều. Nhìn khó thấy lắm luôn á. Đây nè, có xước chấm nhỏ nè. Ha, chấm nhỏ ở đây. Đấy, một hai chấm nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều ha, ngoại hình là nói chung là còn ok đẹp nha. Đây. 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 Hoạt động là không lỗi nha mấy anh. Con này em để với giá là 3 triệu 3 ha. Con này em để với giá là 3 triệu 3. Tatula 2020 ha. Rồi, tiếp theo. Mã số 16. Là một cái em Aburacia Revo MGX nha mấy anh. Em này thì em để với giá là 3 triệu 3. Em này là máy mới luôn á. MGX luôn à, máy mới nha. Em này thì thông số của nó nè. Em này thì là tải 5,5 kg nha mấy anh ha. Thông số bạc đạn nè, thông số dây nè. Dây BE số 3 mình vào được 100 m ha. Đây, này là máy mới luôn ha. Máy mới luôn á. Em để với giá là 3 triệu 3 nha. Revo MGX. Đây. Em nhìn giùm em ha, có dầu đồ đầy đủ ha. Đây. Đây là máy mới nha. Con này thì Made in Korea. Em để với giá là 3 triệu 3. Tiếp theo. Tiếp theo là một cái em Aburacia Eli 7, ý Eli 6 nha mấy anh ha. Con này Eli 6 ha. Con này thì tải 10 kg nè. Ha, nặng 180 g nè, thông số bạc đạn nè. Con này thì dây 14LB 0.3, này là dây tầm dây số 3 ha. Dây số 3 đó là vào 100 m nha mấy anh. Con này em để với giá là 3 triệu 2 ha. Con này em để với giá là 3 triệu 2. Con này thì nó có cũng có đầy đủ ha. Sách hộp dầu. Đây. Có xước nha mấy anh ha, có xước nha. Ha, có xước nè. Đấy, anh nhìn giùm em ha, có xước nè. Đây, xước nhỏ, nhỏ nhỏ trên đây nè. Thì có xước đó, hết trơn. Nhưng mà nó không có xước lớn thôi ha. Vết chấm nhỏ nhỏ, xước.
mà không có vết xước lớn rồi. Đấy. Revo Eli 7, Eli 6. Con này thì ratio của nó là 6.6. Ratio là 6.6 nè. Hoạt động thì không lỗi nha. Con này em để với giá là 3 triệu 2 nha mấy anh. Abu. Con này thì cũng là Made in Korea luôn. Tiếp theo, mã số 18. Mã số 18 là một cái em Abu Razia luôn. Nó là Big Shutter Compact. Em này thì em để với giá là 3 triệu 2 luôn ha. Đây, con này con Big Shutter ha. Đây, ngoài hình là có xước chấm 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 nhỏ nè mấy anh. À, có xước nè. Đây, có xước với chấm chấm nhỏ nha. Đây nè. Đấy, có xước thì mấy em coi mấy em nè. Cái mỏ mái có xước nè. Này, xước luôn nè. À, có xước nha. Đây có xước. Ở con này mấy anh nào lấy em để với giá là 3 triệu mốt cho mấy anh luôn đó. Em thấy nó hơi xước rồi. 3 triệu mốt nha mấy anh. Nha. Đây. Abu Big Shutter nè. Con này anh nào lấy thì em để với giá là 3 triệu mốt luôn ha. Con này thì nó tải là 7 kg nha mấy anh. Tải 7 kg ha. Đấy. Ratio là 8.0. Có xước ha. Này nó cái spool nó nhỏ là mình vào được nhiều dây á. Đây ha. Có xước nè. Mấy anh nhìn giùm em ha. Xước nè. Đấy bên hông nè. Đứt máy nè. Đây, xước ha. Nó xước nặng nhất là mỏ mái thôi mà. Cái này chắc đụng mồi nó đập vô á ha. Đấy, nó xước nặng nhất là cái chỗ mỏ mái nè. Đấy, rồi, con này em để với giá là 3 triệu mốt nha. Abu Big Shutter Compact. Rồi. Mã số 18, 3 triệu mốt. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là một cái em Accent. Accent DCSSXG. Em này thì Accent 2020 nha mấy anh. Con này thì ratio nó là con này là tua thường. Con này ratio của nó là 8.5. Ủa phải tua thường lộn rồi. Tua XG 8.5 nha mấy anh ha. Tải 5 kg nè, nặng 225 gram nè. Thông số nè. Thông số dây là BE số 2, mình vào được 180 m luôn nha mấy anh. Đây. Con này thì em để với giá là 4 triệu rưỡi nha. Con này nó có xước. Con này thì nó sẽ đầy đủ phụ kiện nha. Nó đầy đủ phụ kiện nha. Cái này nó có cái này để mở cái núm tay quay á mấy anh, hay có chìa khóa lẫn mở núm tay quay luôn nha. Ngoại hình là có xước nha. Con này em để với giá full hộp nhưng mà có đầy đủ, nhưng mà em để với giá là 4 triệu rưỡi nha mấy anh ha. Có xước nha mấy anh, do có xước nè. Này mấy anh nhìn giùm em, thấy hàng xước nè ha. Có xước này, xước nữa nè. Đấy, xước nhỏ 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 chấm chấm ha mấy anh ha. Đây vết xước nặng nhất nè. Đây. Đây nha mấy anh ha. Đây. Có vết xước nè. Đấy, có vết xước ha, em lấy nét cho mấy anh thấy giùm ha. Đây. Đây cái vết xước nè nha mấy anh. Này là nó chóc sơn luôn ha. Rồi. Con này em để với giá là 4 triệu rưỡi nha mấy anh. Accent DC 2020. Em để với giá là 4 triệu rưỡi nha.
Con này thì nó có tiếng e e khi ra mồi nha. Hoạt động thì không lỗi đâu, có ngoại hình xước thôi. Giá là 4 triệu rưỡi nha mấy anh. Rồi, tiếp theo. Mã số 20. Là một cái em Chronap MGL 151 là con tua thường nha mấy anh. Em lấy để lên đây luôn để cho dễ thấy ha. Đây. Con này. Con này em để với giá là 3 triệu 6 nha mấy anh ha. Con này em để với giá là 3 triệu 6. Tua thường thông số nè. Tua 6.2 ha, tải 5 kg nè. Đây thông số bạc đạn nè. Con này thì mình đánh mối bạc đạn chống rỉ nè. Đây, con này thì nó có hộp sách ha. Có hộp sách. Đây, máy nè, mấy anh nhìn giùm em ha. Ngoại hình đẹp nha, không xước nha mấy anh. Đây. Mắt in sa băng. Không lấy nét được ta. Này. Đây. Nha. Đó. Ngoại hình đẹp. Em để với giá là 3 triệu 6 nha mấy anh. Hoạt động thì không lỗi đâu. Hoạt động êm mượt lắm. Không lỗi ha. Con này là ngoại hình đẹp luôn nha. 3 triệu 6 nha. Rồi tiếp theo. Là một con Cronat MGL 151 tua HG. Con này thì em để với giá là 3 triệu 5 ha, 3 triệu rưỡi. Con này thì tua là 7.1 nha mấy anh. Thông số y gan thôi nhưng mà là tua 7.1. Con này thì 3 triệu rưỡi. Con này thì nó có cũng có hộp sách vậy. Đây, ngoại hình nè. Có một hai chấm nhỏ xíu thôi. Đây, chấm này. Nha. Này. Đây. Chấm chấm nhỏ thôi chứ không có phải là vớ xước lớn nha mấy anh. Đây. Chỗ này là nặng nhất nè. Ha. Đó, nó xước bên hông mái nha. Có hông mái nè, có hông mái nè. Đây. Con này ratio nó là 7.1 ha. Có vết chấm vài chấm nhỏ thôi. Hoạt động thì không lỗi luôn. Giá là 3 triệu rưỡi nha. Shimano Cronat MGL. Con này thì đời 2017 đó nha. Rồi tiếp theo. Mã số 22. Mã số 22 là một cái em Cronat MGL 151 XG. Con này thì em để với giá là 3 triệu 4 nha mấy anh. Con này là tua 8.1 đó. XG tua 8.1 ha. Con này em để với giá là 3 triệu 4. Con này thì cũng có hộp sách đầy đủ. Ngoại hình nè. Có xước nè, vết xước nhẹ nhẹ vài chấm vài vết đây nha mấy anh ha. Đấy. Đây có vài chấm ở đây. Đây ha, vài chấm nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều. Đây có vết xước ở đây nè. À, có vết xước nè. Đấy, mấy anh nhìn giùm em ha. Đấy, có vết xước vài vết xước thôi nhưng chỗ này nặng nhất nè. Ha. Rồi, con này em để với giá là 3 triệu 4 nha mấy anh. Tua XG nha. Hoạt động thì cũng không lỗi đâu. Tua XG. Mã số 22, Cronat MGL XG. Giá là 3 triệu 4. Tiếp theo, mã số 23. Mã
Mã số 23 là một cái em Scorpion MGL151. Thấy là con này thì đời 2019. Con này em để với giá là 3 triệu tư nha mấy anh. Thấy là con này em để với giá là 3 triệu tư. Đời 2019 đó. Đây, con này thì có hộp sách thôi. Con này thì có xước nha. Đây, xước nè, mấy anh thấy không? Vết ngay đầu ha, vết xước nhỏ nhỏ nè. Đây có vết xước nhỏ 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 ha, đây đây có vết xước nè, đấy hồng mái đây. Đây chữ nó hơi mờ rồi nha mấy anh, con này em để với giá là 3 triệu tư nha. Scorpion MGL, con này thì made in Malaysia nha. Con này thì là tua 7.4 nha mấy anh. Tải 5,5 kg. Đây nó có bông sơn chỗ này nha. Đây dẹp dẹp chỗ này. Nhưng mà chưa chóc chứ. Nó bị bông thôi chứ không có gì. Đây con này Scorpion MGL 2019. Em để với giá là 3 triệu 4. Rồi. Tiếp theo. Mã số 24. Mã số 24 là một cái em Scorpion DC 151 HG, con này thì đời 2021 nha mấy anh. Con này mã số 24 em để với giá là 5 triệu 4. Con này thì thông số của nó nè. Nó là radio 7.4 ha. Tải 5,5 kg luôn. Nặng 215 g, đây thông số đây. Con này thì em để với giá là 5 triệu 2 nha. Có hộp sách dầu ha mấy anh ha. Đây có hộp sách dầu ha. Con này ngoại hình nè. Ngoại hình con này thì nói chung là ngoại hình đẹp nha mấy anh ha, ngoại hình đẹp. Đấy. Con này em để với giá là 5 triệu 2. Con này thì khi mình tải mồi nó mình mới nghe tiếng DC nha mấy anh. Nói chung là em đã kiểm tra rồi nha. Đây khi mình quăng mồi thì mới nghe tiếng nha, mình quay nó không nghe tiếng nổi. Tại vì nó là DC tải mồi á, tải mồi nó mới phát âm thanh thôi. Đây, có chung ngoại hình đẹp ha. Em để với giá là 5 triệu 2, hoạt động thì không lỗi, DC thì bình thường. Scorpion DC 2021. Giá 5 triệu 2, mã số 24. Rồi. Tiếp theo mã số 25. Mã số 25 là một cái em Sapphire SS C3000. C3000S luôn nha mấy anh. Thông số nè. Thông số nè, radio là 5.0 ha. Nó tải 9 kg. Hay bạc đạn ha. Đây, ngoại hình đó nè mấy anh. Con này thì em để với giá là 2 triệu 9 nha. Mã số 25 Sapphire SSC 3000S. Con này thì cối nông nha. Em để với giá là 2 triệu 9. Đây, em nhìn nhà mấy em ngoại hình nè. Đây, nó có xước chỗ này nha mấy anh. Này, nó có xước chỗ này nè. Nó xước có chỗ này nặng thôi chứ nó không xước rải rác nhiều nơi ha. Đấy, nó xước nặng một chỗ gì thôi nè. Ha, ngoài đây. Đấy, bên này có miếng nữa đây. Khu này là nó bị nè hả mấy anh ha. Đây, đây. Đấy. Em để với giá là 2 triệu 9 nha. Còn lại thì nói chung ổn đó, nó xước thì nó xước một chỗ vậy đó. Đây với đây ha, mấy anh ha. Còn lại nè. Còn lại thì không xước nha. Nó xước một chỗ đó thôi. Con này thì cũng là Malai luôn nha mấy anh.
hoạt động thì không lỗi ha, chứ bị cứ bị mờ nét qua ta, hoạt động thì không lỗi ha. Rồi con này em để với giá là 2,9 triệu ha, mã số 25. Tiếp theo, ủa mà con này là nó có đầy đủ hết trơn nha mấy anh, em quên mở hộp cho mấy anh xem nữa. Đây nó có đầy đủ hộp sách ha, có cái này để mở cái núm tay quay nè ha, mở có chìa khóa mở núm tay quay nè, lông đền nó có đầy đủ hết nha. Mấy con này thì full hộp đầy đủ hết, 2,9 triệu nha mấy anh. Tiếp theo mã số 26. 26 là một cái con Sapphire BB C3000S. Con này thì em để với giá là 2,6 triệu nha mấy anh. Thông số của nó nè, nó cũng là 5.0 luôn ha. Tải 9 kg. Đấy bạc đạn nè, thông số bạc đạn đó. Con này thì nó cũng có, nó có đầy đủ hộp sách ha, hộp sách với lại lông đền máy nè mấy anh ha. Cái này có cái túi nữa. Đây, lông đền với lại cái dán dây hả vậy. Đây ha. Quay hình nè, con này thì tay quay đôi nha mấy anh. Con này em để với giá là 2,6 triệu nha. Đấy, con này tay quay đôi. Con này thì cũng làm, con này thì là Malai luôn nha. Con này là Malai luôn. Ngoại hình nè. Đây, ngoại hình này. Có xước nha. Đây, có xước nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nhiều nha mấy anh. Đấy. Đây, xước nè. Có vài vết xước nè, xước nhẹ 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 thôi, xước dăm dăm nhẹ thôi. Đấy, ngoại hình này. Spoon nè. Cái con máy đen mà nó quay lên rồi mình không thấy gì chứ. Nhưng mà có xước nha mấy anh ha. Có xước nhẹ nhẹ thôi, bị mờ nét hoài ha. Con này em để với giá là 2,6 triệu nha. Có xước, xước dăm nhẹ nhẹ thôi, chứ không có nhiều nha mấy anh ha. Trên đây nè em có quay nè. Đây có mấy chỗ này nè, mấy cái cần gạt này là nó có xước nhẹ nhẹ ha. Hoạt động không lỗi ha. Đấy, hoạt động không lỗi. Cái con này mà đi lua thì hết sảy luôn. Rồi, con này em để với giá là 2,6 triệu nha. Tiếp theo, mã 27. 27 là một cái em Abu. Abu Revodi ha. Con này, con này thì thông số của nó là nè, con này thì tải 2 kg thôi nha mấy anh. Con này thì mình đánh nhẹ thôi. Đánh nhẹ. Radio nó là 6.2 nha. Đấy. Rồi. Đây. Con này thì em để với giá là 2,1 triệu nha mấy anh. Con này thì là made in China. Nói chung dòng Abu mà mới sau này á, made in mà ý Abu mà mới sau này mà máy đứng á là sẽ là made in China nha mấy anh. Còn máy ngang á, còn máy ngang thì sẽ là made in Korea. Ha. Made in Korea. Đấy. Hoạt động nè. Hoạt động nè. Ngoại hình là còn đẹp nha. Ngoại hình là còn đẹp. Xước sát dăm ít ít vài chỗ thôi. Xước dăm dăm nhỏ thôi, chứ không có nhiều nha. Đấy. Con này thì mình câu nhẹ ha, tải 2 kg đó mấy anh. Đấy. Con này thì em để với giá là 2,1 triệu nha. Đẹp lắm, nhìn đẹp lắm. Nhẹ nữa. Đấy. Con này nó nặng bao nhiêu vậy?
Nặng 210 gram thôi mấy anh ha. 210 gram. Rồi con này mã số 27 em để với giá là 2 triệu mốt ha. Abu Revodi 2 triệu mốt. Tiếp theo mã số 28 28 là một cái con Abu Rosani nha mấy anh. Con này thì máy mới nha mấy anh ha, con này thì máy mới ha. Máy mới 4.000 ha. Con này thì make in China luôn, Rosani ha, 4.000 SH. Con này thì tải là 5,2 kg nha. Nặng 261 gram. Con này thì máy mới ha. Con này em để với giá là 3 triệu 2 nha mấy anh ha. 28, 3 triệu 2 máy mới luôn nha. Đấy, khỏi bàn ha. 3 triệu 2 Rosani 4.000. Đấy, mình thông số của mình nè. Dây 0.33 là dây số 3, mình vào được 150m luôn á. Ủa, đúng rồi ha. Rồi, tiếp theo mã số cuối cùng. Cuối cùng là một em số 29. 29 là một cái em Accent BB. Accent BB C3000 MGH ha mấy anh. Con này thì em để với giá là 3 triệu 3 ha. Thông số của em nè. Đâu rồi? Thông số của em nè. Ratio của nó là 6.0 ha, tải 9 kg nè. Thông số dây nè. Dây BE là dây số 1.5 vào 120m. Đây, body C3000 ha, rất là đẹp nha mấy anh. Có một cái màu đen đẹp luôn á. Đây. Có xước xước chấm, xước xước nhẹ vài chỗ, một hai chỗ thôi. Ngoại hình nè. Đấy, nói chung là ngoại hình đẹp đó. Giá là 3 triệu 3 nha mấy anh ha, mã số 29 nè. Con này Malay. Đấy. Con này là 3 triệu 3 ha. Rồi mấy anh tham khảo giùm em ha. Dạ rồi, thì em cũng đã giới thiệu tới các anh là 29 con máy câu với lại các loại dây ha mấy anh ha. Các loại dây thì các anh thích con máy nào hay muốn mua cái gì thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo 0383890069 nha mấy anh ha. Các anh đừng có chốt trên YouTube ha mấy anh, chốt với em không có liên hệ được, cho nên là mấy anh sẽ bị chốt trễ so với những cái anh khác gọi điện cho em ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh đã theo dõi video của em. Chúc các anh có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Em xin chào các anh.